Hello cả nhà, kênh Cô Nga Vlog xin chúc cả nhà một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ bên gia đình. Hôm nay nhân ngày cuối tuần thì mẹ mình có làm món súp ốc heo, trứng cút với cua cho hai đứa nhỏ ăn. Mời mọi người vào bếp cùng mẹ mình nha. Ở đây mình sử dụng hai bộ ốc heo mình làm sạch nè. Trứng cút thì luộc chín để nguội. Sau đó hai bé nhỏ nhà mình nó phụ mẹ lột trứng cút nè. Thôi bữa nay lột trứng cút phụ mẹ nè. Rồi bạn nhỏ lột chăm chú ghê à. Hai. Này lột trứng cút ra. Thành quả của hai chị em nè. Giờ mình chuẩn bị nấu nè. Bắt cái nồi nước sôi lên bếp. Sau đó mình đổ bắp với củ cải đỏ đã băm nhuyễn vô. Mình nấu cho hai thứ này đến nhừ luôn à. Sau khi bắp với củ cải cũng mềm rồi. Bây giờ mình nêm nếm nè. Mình cho chút xíu muối, chút xíu đường với chút xíu hạt nêm. Ở đây nêm nếm thì tùy theo khẩu vị từng nhà thôi. Ở đây mình có con nhỏ nên mình nêm chỉ nhạt thôi. Nó sôi nó chín bắp với củ cải đỏ. Xong rồi cái mình bỏ bột vô. Nó sôi nó chín bắp với củ cải đỏ. Xong rồi cái mình bỏ bột vô. Mình nấu món súp ốc heo nè, bột vô xong rồi là mình bỏ, nó chín bột xong rồi mình bỏ ốc heo vô đi, trước vô chưa chín, trước vô cho nó chín cái đã. Bỏ trứng cút vô xong rồi giờ mình bỏ cua vô nữa nè. Rồi mình bỏ vô miếng ngò nha, tại có con nít thành ra mình không có ăn tiêu, chừng nào mình ăn người lớn ăn mình bỏ vô, bỏ tiêu vô. Còn giờ mình chỉ bỏ ngò. Giờ cũng đã chín rồi nè, mình nuốt ra chén, sau đó mình gắp chút xíu tiêu là mình thưởng thức thôi. Đây, món súp nấu ngon, nấu xong rồi nè. Ra mình bỏ vô miếng tiêu nha. Vừa ăn nó ngon quá rồi. Ốc heo á. Bắp nè. Video mình đến đây cũng xin kết thúc. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ. Bye bye cả nhà.